Xin chào các bạn. Lần trước chúng ta đã có một bài trên tay đánh giá nhanh chiếc Samsung Galaxy S4. Và như thường lệ vào năm ngoái khi Galaxy S3 ra mắt cũng đã có một cái video gọi là video dùng thử những tính năng mới trên S3 và Note 2. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo đó là một cái video sử dụng những tính năng phần mềm mới trên chiếc Samsung Galaxy S4 này. Đó cũng chính là cái nguyên nhân tại sao mà người ta muốn mua S4 chứ không phải là Z hay là HTC One. Thì ở đây chúng ta sẽ vào một cài đặt. Samsung thì thường đưa mọi thứ vào trong cài đặt của mình và người dùng có thể tìm hiểu thêm. Ở đây chúng ta sẽ có một chế độ gọi là chế độ hỗ trợ. Trong cái chế độ này thì chúng ta sẽ có một cái số tính năng mới. Thứ nhất là chúng ta có một cái phím menu hỗ trợ. Các bạn dùng iPhone này đều biết iPhone có một cái vòng tròn ở bên trên màn hình. Chúng ta sử dụng thay cho phím Home hoặc là màn hình của S4 quá lớn thì với cái tính năng này chúng ta sẽ dùng thay thế cho các phím cứng trên màn hình. Dù như là các bạn có thể sử dụng này, trở về trang chính này, bấm back, mở menu thông báo. Trong trường hợp mà các bạn chỉ có một tay mà với lên rất là khó thì nhờ với cái phím trợ năng này chúng ta có thể làm được nhiều thao tác khác nhau, thậm chí là khởi động lại, tắt nguồn, vân vân. Đây là cái điều mà Samsung đã hỗ trợ vào khi mà kích thước màn hình của điện thoại ngày càng tăng lên và chúng ta sử dụng bằng một tay thì sẽ rất là khó. Ngoài ra nó còn có cái tính năng là hỗ trợ dành cho người mà chúng ta bị mù màu, có thể sử dụng chỉnh cái âm thanh cũng như là màu khác nhau. Flash thông báo là một tính năng mà khi nào mà các bạn nhận được thông báo như là tin nhắn, có cuộc gọi thì cái đèn flash phía sau của máy sẽ nhấp nháy liên tục, là một cái phần mềm rất là hay nhưng mà dùng lâu thì tất nhiên là nó sẽ bị tốn pin nên chúng ta không cần phải sử dụng. Về cái tính năng tiếp theo là màn hình thông minh. Màn hình thông minh là cái tính năng mà Samsung đã phát triển dựa trên cái Smart Stay trước đây. Các bạn để ý trên thanh thông báo trạng thái luôn có hình một cái con mắt mà đang nhìn bạn. Thì cái này nhìn ban đêm hơi khiếp một tí nhưng mà cái tính năng này là tính năng mà Samsung đã phát triển thêm. Ngoài ra còn có tính năng cuộn thông minh. Cuộn thông minh là khi các bạn lướt web mà khi các bạn mà muốn xem thì các bạn muốn kéo lên kéo xuống trang web thì các bạn chỉ cần ngửa đầu lên và hoặc là cúi đầu xuống thì nó sẽ di chuyển theo. Hoặc là nếu mà khó sử dụng thì chúng ta sử dụng là nghiêng thiết bị, nghiêng phía trước, nghiêng phía sau thì trình duyệt chúng ta sẽ kéo theo. Thì chúng ta có thể sử dụng tính năng này. Và tiếp theo là tính năng dừng thông minh. Là như mình đã nói là khi các bạn đang xem video, các bạn quay mắt đi thì video sẽ tạm dừng và khi chúng ta quay lại nó sẽ xem tiếp. Tuy nhiên này, cái tính năng này các bạn lưu ý là nó sẽ bị delay khoảng 1 đến 2 giây sau khi chúng ta quay đầu đi hoặc là quay đầu lại, nên mà đôi khi bạn nào mà cảm giác là nó bị chậm một tí là nó có hoạt động chứ không phải là nó bị lag. Và tiếp theo là cái bên cạnh đấy chúng ta vẫn còn cái nghỉ thông minh và xoay thông minh là trên Galaxy Note 2 và Galaxy S3 vẫn có. Dạng xem không chạm, thực ra cái tính năng này không hẳn là mới nhưng mà nó là một tính năng mà chiếc Galaxy S4 là lấy từ Galaxy Note 2 trở lên. Chúng ta có thể xem trước thông tin này mà chúng ta xem trên App Planner, bộ sưu tập hoặc là tin nhắn. Cái này thì trên Galaxy Note 2 yêu cầu là phải dùng có bút. Thì trên thiết bị này chúng ta không cần bút mà chỉ cần tay. Các bạn chỉ cần đưa tay lại gần trên cái hình của chúng ta muốn xem thì lập tức chúng ta sẽ xem là nội dung bên trong, cũng như là tương tự trong video hoặc là chúng ta xem lịch thì cũng hoạt động được như vậy. Thử luôn cho các bạn xem và cài đặt nào. Đây. Thế những tính năng này thì Samsung đều có một cái mục gọi là mục thử cho các bạn xem. Các bạn khi vào xem thì Samsung đều có một cái hình ảnh động, chúng ta có thể bấm vào và chúng ta biết là cái tính năng này hoạt động thực sự là như thế nào. Xem trước quay số nhanh là khi chúng ta mà có cài đặt quay số nhanh, ví dụ số 5 bấm giữ là sẽ gọi cho ai thì nó cũng xem được luôn. Những tính năng này là hầu hết là học từ Galaxy Note 2 lên nhưng không có gì đặc biệt khác. Trên cái giao diện, tranh thủ nói về cái là tính năng gọi nhanh bàn phím của máy. Nó có thêm một hiệu ứng là hiệu ứng gợn sóng khi chúng ta bấm phím này. Và bấm này, chúng ta có thể cảm giác như là chạm vào cái mặt nước vậy, nó sẽ rung lên. Thì trước đây Galaxy S3 thì chúng ta chạm vào màn hình ấy thì là hiệu ứng gợn sóng. Cho nên Galaxy S4 nó không có hiệu ứng đấy. Mà thay vào đấy chính là một cái ánh nắng mặt trời rất là đẹp. Khi các bạn chạm vào, ánh nắng mặt trời này sẽ phát sáng lên và chúng ta sẽ mở khóa. Hoặc là các bạn chưa cần chạm tay vào màn hình, khi các bạn chỉ cần di chuyển tay vào màn hình sẽ luôn có một cái đốm sáng như kiểu là hình con đom đóm để đuổi theo cái vòng tay của các bạn. Đây là cái chính là cái tính năng mà xem trước mà trước đây phải cần có bút Galaxy Note 2. Galaxy S4 thì nó không cần phải như vậy. Và chúng ta ngoài màn hình khóa có thể truy cập nhanh các widget. Đây chính là tính năng của hệ hành Android 4.2 mà chúng ta có thể xem được ở đây. Các bạn sẽ kéo xuống hoặc là kéo lên, chúng ta truy cập mở màn hình khóa. Trên thanh thông báo trạng thái nó mang cái đặc trưng của 4.2 với một cái thanh công cụ phím tắt nằm ở bên phải này. Ở đây bao gồm bên cạnh những phím tắt trước đây bình thường như là Wi-Fi, dữ liệu mạng, xoay màn hình, chúng ta sẽ có cái tính năng dạng xem không chạm, là cái dạng xem tính năng như vừa rồi Galaxy Note 2, nghỉ thông minh, cuộn thông minh và thao tác không chạm là một cái thao tác tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu các bạn. Cái thao tác này là chúng ta sẽ sử dụng điều khiển toàn bộ cái màn hình của chúng ta. Khi chúng ta xem web, khi chúng ta xem video, xem ảnh mà chúng ta sẽ không cần phải sử dụng chạm vào màn hình mà chúng ta sẽ sử dụng tay. Các bạn sẽ bấm vào, sau đó chúng ta sẽ xem qua một số cái tính năng này bằng cách là chúng ta, ví dụ chúng ta xem ảnh bình thường nhé, các bạn muốn chuyển hình ảnh thì chúng ta phải bấm next đúng không? Thì với cái thao tác không chạm ở Galaxy S4
thì nó tương tự như các dòng máy Sky mà trước đây chúng ta đã có các bài review. Đó là điều khiển nó hoàn toàn là bằng tay, vuốt qua phía trước, vuốt qua phía trước, hình ảnh sẽ được chuyển đi. Và cái tính năng này cũng hoạt động trên bài hát và cũng như là xem các trang web của chúng ta. Khi mà cái chúng ta xem trang web thì nó không phải là next, cái trang tab tiếp theo, mà thay vào đấy cái kiểu này là nó không phải là tiến về phía tới hoặc là lùi lại, mà khi các bạn vuốt tay qua chuyển qua các tab. Ví dụ đây mình có 3 tab khác nhau, bao gồm có Facebook, Google Chrome và trang Engadget. Các bạn muốn chuyển qua các tab này thì cần vuốt tay qua, nó sẽ tự chuyển với nhau rất là tiện lợi mà không cần phải bấm. Và khi chúng ta lướt web, các bạn muốn di chuyển lên xuống trang web có hai cách. Thứ nhất là dùng mắt điều khiển như mà mình vừa nói, hoặc là nếu các bạn cảm thấy tính năng đấy chưa thực sự như ý muốn của mình, tại vì ban đêm ấy thì nó sẽ khó nhận ra cái mắt của mình hơn, các bạn sử dụng tay, các bạn kéo lên kéo xuống. Và cái tính năng thực sự là hoạt động nó rất là nhạy và nhanh chóng, nhận mọi cái thao tác của chúng ta. Và khi chúng ta lướt web thì đây là một cái công cụ là hết sức là tuyệt vời với lại cái trình duyệt trên Galaxy S4. Và tiếp theo đấy là những tính năng mà điều khiển cử chỉ thông minh đã có sẵn trong Galaxy S4 thì chúng ta đều đã biết được, như là mình muốn thêm một cái icon vào màn hình này, di chuyển màn hình, trang web này, mọi bằng thứ bằng thao tác trên Galaxy S4 nó tiện lợi hơn. Thì trên Galaxy S4 này còn tích hợp một số cái phần mềm khác mà mang cái bộ tên đều tên là S, như là S Health, là một tính năng là giúp các bạn có thể sử dụng để tập thể dục, chúng ta có thể nâng cao cái sức khỏe của mình. Như là hàng ngày nó sẽ cho các bạn thiết lập là xem là các bạn là độ tuổi bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, và các bạn ăn tiêu thụ một ngày là nó nạp bao nhiêu calo và lượng calo được tiêu hao bao nhiêu. Chúng ta có thể tập thể dục và có kèm cả cái phụ kiện đi theo cái ứng dụng này. Tuy nhiên hiện nay thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa có bộ phụ kiện này ra mắt. Ứng dụng S Translator là một ứng dụng mà dịch, có thể nói như đây chính là cái ứng dụng Google Dịch của chúng ta mà chúng ta đã từng biết đến. Thì nó sẽ ghi âm giọng nói bằng một thứ tiếng mà các bạn đã nói vào đây, như là tiếng Anh, Bồ, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, và đáng tiếc là nó không có tiếng Việt. Sau khi nghe xong các bạn bấm vào đây thì lập tức nó sẽ chuyển sang đầu bên cạnh, là ra một thứ tiếng đầu tiếp theo mà các bạn muốn nghe. Các bạn sau khi nói cũng có thể phát âm lại cái thứ tiếng này hoặc là ghi âm bằng thứ tiếng khác mà chúng ta mong muốn. Ứng dụng S Voice là ra lệnh bằng giọng nói, thì trên Galaxy S3 và Note 2 đều có nên mình sẽ bỏ qua cái tính năng này. Ứng dụng Samsung Link. Samsung Link là một cái tên khác mà Samsung muốn nói đến cái công nghệ kết nối DLNA trước đây. Đây nghĩa là từ thiết bị này, các bạn có thể chia sẻ những nội dung media từ hình ảnh, video và bài hát đến những thiết bị khác như là TV, laptop hoặc là cái thiết bị smartphone, máy tính bảng khác có sử dụng cùng với công nghệ này cùng với Samsung, nên mà nó có thể chia sẻ nhiều file khác nhau. Cái trình chơi video thì trước đây thì Galaxy S3 vẫn giữ cái tính năng là khi chúng ta xem video nó sẽ tự động chạy trước các video này. Ngoài ra với hỗ trợ thêm cái công nghệ xem không cần chạm, các bạn chỉ cần giơ trước lên cái video này, nó sẽ tự động chạy cái video đấy, và các bạn bỏ tay ra thì nó sẽ tạm dừng lại, là một tính năng rất là tiện lợi được Samsung bổ sung thêm. Tính năng Watch On là cái tính năng mà giúp Galaxy S4 sẽ sử dụng nó như là một cái bộ điều khiển từ xa. Thực ra tính năng này đang rất phổ biến trên Sony, rồi cả HTC cũng như là hãng LG cũng có tính năng này trên smartphone cao cấp của mình. Và đây các bạn sẽ có một cái ngoại để chúng ta có thể điều khiển từ xa được. Và đây là cái giao diện của cái ứng dụng chúng ta điều khiển từ xa, bao gồm chúng ta có thể điều khiển TV. Các bạn có các tính năng rất là chuyên nghiệp phù hợp với các dòng Smart TV của Samsung, có thể điều khiển vào trang web, có thể vào cái danh sách kênh Smart Hub của riêng Samsung họ trang bị thêm cho mình. Ở các những cái tính năng này thì bên cạnh việc điều khiển TV, nó còn điều khiển cái dòng hát tại gia, điều hòa vân vân. Thì những cái tính năng này yêu cầu phải có kết nối mạng. Khi các bạn vào cái ứng dụng này lần đầu tiên, nó sẽ phải download về cái danh sách những cái nhà sản xuất mà nó có hỗ trợ cái công nghệ điều khiển từ xa này của Samsung. Và cuối cùng là cái Group Play. Group Play là một tính năng mà mình thấy nó rất là tuyệt vời, nó giúp chúng ta có thể chơi cùng nhau. Thứ nhất là có thể chia sẻ nhạc này. Ví dụ như là Galaxy S4 của mình đây, khi mà mình phát một bài hát nhé, mình sẽ phát nó lên. Sau đó thì Galaxy S4 sẽ đảm nhiệm là một trong số những cái chiếc loa có mặt trên cái trong nhóm đấy. Đây là giao diện khi chúng ta chơi Group Play. Và các bạn sẽ để ý bên dưới, nó sẽ ghi là Galaxy S4 loa trái. Tức nghĩa là khi này thì máy sẽ đảm nhiệm là loa trái, và khi mà các bạn có kết nối với một thiết bị khác trong nhóm này, nó sẽ đảm nhiệm là loa phải hoặc là loa giữa, tùy theo các bạn, nó sẽ thiết lập theo cái dàn âm thanh. Các bạn thấy là cái giao diện chơi nhạc của nó rất là đẹp. Chúng ta có thể tùy chỉnh này, tùy chỉnh thiết bị để thưởng thức theo âm thanh vòm. Thì âm thanh này là tạo ra âm thanh cảm giác nó sống động hơn rất là nhiều nhờ nhiều thiết bị kết nối vào với nhau. Nhưng mà cái tính năng Group Play này rất tiếc là mình sử dụng với Galaxy S3 là không được. Có lẽ là yêu cầu phải các đời Galaxy S4 và các sản phẩm 2013 có cùng tính năng. Hoặc là cùng chơi trò chơi như các bạn sử dụng, chúng ta chơi bài này, chúng ta chơi các ứng dụng mà có sẵn mà Samsung là có tích hợp, chúng ta biết là nó có hỗ trợ cái công nghệ này,
chúng ta có thể cùng chơi với nhau như đánh bài hoặc là chơi các trò chơi đối đầu trực tiếp. Và như vậy là mình đã giới thiệu qua các bạn một số cái tính năng mới của Samsung Galaxy S4. Hầu hết những tính năng này của S4 thì nó tập trung vào những cái tăng thêm cái sự tiện dụng của người dùng trong quá trình sử dụng. Như mình đã nói, như là cái màn hình quá to dùng một tay khó, thì Samsung có một cái phím trợ năng ta sử dụng tốt hơn. Cũng như là cái tính năng cử chỉ thông minh điều khiển để di chuyển trang web, di chuyển lên xuống, xem video, Smart Pause, giống như là một số các phần mềm tích hợp để chúng ta có thể giúp trong cuộc sống, như là kiểm tra sức khỏe này, dịch ngôn ngữ khi các bạn đi du lịch nước ngoài, hoặc là liên kết với thiết bị gia đình cũng như các thiết bị xung quanh. Và các bạn có thấy video đã hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe kênh YouTube của chúng tôi, và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.